Tập trước, vì cần tiền, 5 người chơi đã tham gia Squid Game vòng 1, đèn xanh đèn đỏ. Có một sự cố từ con búp bê của ban tổ chức nên hậu quả là vòng 2 tăng từ 5 người chơi lên 6 người chơi. Tao bị đuổi việc. Ủa, đuổi việc liên quan đến chuyện này. Tụi bay có ăn cơm không? Còn điều gì bất ngờ ở vòng 2 này? Coi đi rồi dạ biết. Mời người chơi tiến lên phía trước và chọn một trong 4 hình trước mặt. Theo như là trong phim gốc thì đây chắc chắn là trò dùng kim tách kẹo. Mình sẽ chọn cái hình tam giác là hình dễ nhất. Ê An. Bà chọn hình nào vậy? Hình ngôi sao. Sao bà chọn hình đó? Đẹp. Bà chưa coi phim hả? Băng. Không có gì. Còn non và xanh lắm. Mời người chơi hãy tiến lên phía trước để được thông báo thể lệ vòng thi tiếp theo. Ban tổ chức nhắc lại, mời người chơi tiến lên phía trước để được nghe thông báo thể lệ vòng thi tiếp theo. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Vô này, đập này. Đây bắn. Dở quá đi. Tại tăng không cứu. Tại tăng hết. Trời thấy gì mẹ. Về đi. Ban tổ. Biết đâu rồi. Nhưng mà im lặng. Tụi tôi đang săn quà liên quân nè. Đợi xíu đi. Mít. Ôi. Thôi support đánh gì support. Ừ thiệt luôn á, biết không hiểu. 31 tháng 10 này là sinh nhật liên quân tròn 5 tuổi nè, nên có rất nhiều quà tặng free như trang phục Dirac, ông bầu showbiz, Mina đào tạo siêu sao, skin ngẫu nhiên lên tới bậc S cộng, quân uy hữu hạn, điện thoại và xe máy xịn cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác nữa. Thấy vậy chơi. 5 năm rồi, ai rồi cũng phải chơi liên quân thôi. Trời ơi, 5 năm rồi. Ai rồi cũng liên quân thôi. Cái ý là vậy đó. Ê, game này chơi vui ghê ha. Mọi người ơi, hình như mình quên gì á. Quên gì ta? Trời ơi, có quên cái gì đâu, đang chơi vui muốn chết nè. Nhanh. Ủa, chết kìa, lên nghe thể lệ chuyện thi tiếp theo, nhanh lên. Trời ơi, quên. Mọi người chơi hãy tiến lên và chọn cho mình chiếc hộp tương ứng. Hãy mở ra và kiểm tra. Bên trong sẽ có chiếc kẹo có hình mà người chơi đã chọn. Thời gian giới hạn là 10 phút. Trong vòng 10 được phút. Được rồi, hiểu rồi, cái này dễ mà. Mày khoan, không phải. Chưa có. Không, nhưng mà tôi chưa có. Đi. Ta đã biết rồi, đàn ông. Chơi đi, phải chơi thôi. Chơi đi. Đúng, hình tam giác, nhưng là hình tam giác có hoa văn logo liên quân. Ủa, trong phim làm gì có hoa văn? Ban tổ chức quyết định thêm vô cho nó đẹp. Đẳng quá. Ủa, ê, nói nghe nè, cái hình hộp của sao của nhỏ em không có hoa văn? Ủa, đâu? Nè. Ủa, cái gì kỳ vậy? Xin lỗi nha, ban tổ chức vẽ không có kịp. Tính ra ở đây hình tam giác khó nhất luôn á. Tính già quá non rồi.
Sảy ngò dịch quay rồi. Ui, nói nghe, bộ có một mình tụi bay coi phim mà hả? Tao cũng coi rồi chứ bộ. Trò chơi bắt đầu. Sao ạ? Mà đừng nói với tôi bà không biết chơi thiệt nha. Thế tự suy nghĩ đi. Đây tôi chỉ cho. Lấy kim đâm vào bánh theo hình là được. Cảm ơn nha. Gì đâu cảm ơn, đồng nghiệp mà. Làm lẹ đi, sắp hết giờ đó. Tôi gọi nó là chết rồi. Tới công chuyện này rồi con. Tao về trước nha. Tụi bay ở lại gán thắng. Tao về lãnh chịu gửi tiền trợ cấp của nhà nước. Không tiện. Mày đâu phải là tách kẹo ra là qua vòng đâu. Hả? Ủa? Chứ luật sao? Chơi của ban tổ chức là tô màu kẹo. Hả? Cái hộp màu nằm trong góc kìa. Hả? Trời ơi. Tao đâu biết cái cho tao nói đâu. Chưa gì bịt miệng ban tổ chức à. Trong vòng 10 phút. Được rồi, được rồi. Hiểu rồi, cái này dễ. Ê, khoan không phải. Chưa có. Tô xong nè. Qua vòng. Sao chưa nộp? Nộp lẻ đi.
Dai. Gì? Em lỡ làm bể mấy rồi, qua dòng không anh Dai? Ok, miễn có tôi là qua. Em cảm ơn anh, em cảm ơn Dai, em cảm ơn Dai. Ủa, vậy là được hả? Vậy cơ hội của em đâu? Em còn cơ hội đúng không? Em còn cơ hội qua đúng không? Anh đưa cho em liền đi. Hết giờ. Nóng không? Mày thử mặt đi. Cảm ơn nha. Trò chơi tiếp theo là trò chơi kéo co. Chúng ta sẽ chia ra thành hai đội. Đội nào thua sẽ bị loại. Ở đây có 5 người, làm sao mà chia? Nhiều đây đủ chia chưa? Ôi trời đất ơi, nhiêu đây dư chia rồi anh em. Bao nhiêu đây lấy về là sạch. Ham Nam. Ê, nhưng mà như vậy không có công bằng. Tính ra có đội sẽ có 2 người, có đội có 3 người. Vậy đâu công bằng về luật đâu. Ráng chịu, có đội ít, có đội nhiều. Chơi vậy chơi dế đi ông ơi, đúng không? Đúng, rất đúng. Ban tổ chức làm ăn gì kỳ. Đâu công bằng đâu ban tổ chức. Chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu. Không chịu cũng phải chịu. Đúng rồi, chịu chịu thôi, ban tổ chức là cha là mẹ mà. Nhưng không có nhân nhị gì hết. Hên thì vô đội nhiều, xui vô đội ít. Bây giờ có chơi không? Không chơi cho loại liền đó nha. Chơi không? Đúng. Không chơi thua cái ăn chịu, đúng không? Dễ mà. Tao thấy mày hơi ba phải rồi đó. Sao cái mâm nào cũng có mặt mày trơn vậy? Tao nhớ mày bị loại rồi mà. Không ấy hả? Vậy Trời. Mày người ban tổ chức hả? Tao ở lại tao làm hội trưởng hội cổ đồng viên được không? Hả? Mày lấy quyền mày cấm, mày người ban tổ chức hay gì? Hả? Hả? Mày về đi. Không về. Thôi mày, mày về giùm tao đi. Không về. Ê! Chuột mẹ tới rồi. Chuột con. Biết. Rảnh không? Rảnh. Cất giùm. Vòng 3 là vòng kéo co. Biết hết rồi đúng không? Ai muốn chiến thắng thì về đội chị. Thì về đội chị. Quá dữ luôn rồi anh em. Lát giúp đỡ cho nha. Một thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt. Bạn tốt. Hai bạn biết nhau trước đúng không? Cảm ơn nha, người anh em. Không có gì, người anh em. À, ban tổ chức. Ủa gì kỳ vậy? Nhân viên có ông vi phạm đâu quý kìa. Nó giúp đỡ người khác kìa. Vậy đâu công bằng, xử nó đi chứ. Xử gì nữa, tao đuổi việc nó rồi. Không còn quan hệ. Phủ sạch trách nhiệm. Ủa là sao? Ê, nãy tao kêu mày về á, giờ nhục không? Nhục. Ổn, có tao mà sợ gì? Chắc đúng không? Chắc chắn. Nè, game này hình như là có 3 người trong một nhóm đúng không? Ừ. Vậy cho tôi tham gia với 2 người đi.
Hai người muốn tôi làm gì cũng được. Bánh bèo á, cô ta không có cần. Đi cho tâm hồn thoải mái. Yeah. Triết, cho Thùy tham gia chung với hai người nha. Team mình á, có Thùy, có An nữa nè. Ba người á, chắc chắn có cơ hội thắng. Anh Đu, nhanh dữ. Chỗ của mày là ở đó. Chỗ của tụi mình là ở đây nè. Những người đàn ông mạnh mẽ, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi chứ. Về tiêm mọc đi. Chiếc, chứ đừng có nghe lời thằng mập này nói. Chiếc á, cũng mạnh mẽ, cũng đô con nè, đẹp trai nữa. Không lẽ chứ không bảo vệ được hai đứa con gái tụi mình? Không cần Chiếc, về bên Mộc đi, Mộc sẽ bảo vệ cho Chiếc. Mộc sẽ bảo vệ cho Chiếc. An nói gì đi. Giúp. Ủa vậy là nói xong rồi hả? À. Chiếc thấy chưa, bánh bèo không giúp gì được cho tụi mình đâu. Đi mà, về bên Mộc đi nghe đi. Về đi, còn cái gì nữa, đàn ông với nhau vui vẻ hết rồi. Về tim của Thùy nha. Một cúc. Chị Thùy có gì, Mộc cũng có cái đó. Về bên Mộc đi, về đi. Ai? Đúng là đồ bé gái mà. Gì vậy? Nhanh ra. Nhanh nó chịu được không? Vũ không được. Sao á? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rút thăm chia thành viên cho hai đội. Cái gì? Bốc thăm. Thăm. Trời ơi, giờ sao? Ổn không? Hồ Mai nấy giữ đi. Gì? Hên xui. Gì? Là sao? Ê! Ê! Nhìn miếng ơi. Điện thoại. Mẹ nó còn có chút xíu à. Thăm. Thăm anh. Bắt đầu đốt thăm. Ê, để tao. Số 1. Ê, lâu lắm. Chia buồn nha bánh bèo. Chậm kìa chậm. Chia buồn luôn. Ê, ba đứa tụi nó là số 2. Chắc chắn mày sẽ là số 1. Ổn rồi đúng không? Ừ, ổn chứ. Một mình tao cưng hết. Chia buồn với ba đứa bay. Chết chắc. Rồi ai chia buồn với ta? Có tao. Có chục con này chục mẹ. Mày nữa. Tao nói cho mày nghe nè, lực qua quả không có chừa một ai đâu thằng mập. Biến. Biến thì biến. Chết mày rồi con.
Ban tổ chức, tôi có ý kiến. Nói. Tại sao chỉ có một mình tôi số 1 và bốn phía này là số 2? Muốn chơi tôi rồi đúng không? Hơi bậy. Ban đầu ban tổ chức tưởng là sẽ có 20 người tham gia, cho nên chuẩn bị 10 số 1 và 10 số 2. Ủa? Thì bây giờ bớt người đi rồi thì bớt phiếu đi chứ. Tại tụi tao quên. Thôi kệ, tiếp đi. Đi. Tiếp. Bây giờ đội mình á sẽ chơi theo chiến thuật là dang rộng chân nè. Đây. Ngã người về xếp sau nha. Ngã người. Ê. Như đứa thằng người. Nhớ nha, nhớ kéo người về phía sau nha. Ok. Đang đâu rồi? Mình coi phim rồi. Dù đối phương mạnh hơn, mình chỉ cần nghiêng người về phía sau là sẽ giữ tấn được. Và bên kia sẽ không kéo được mình đâu. Thi đấu bắt đầu. Quả nhiên là hiệu nghiệm. Mình buông tay cả giống trong phim á, cho nó té luôn đi. Nặng quá. Mày bị điên hả? Nó nằm thẳng ra sàn luôn kìa. Té mẹ ai vậy nữa? Hả? Hello mấy cưng. Nặng quá. Mọi người cố lên. Lại lên. Hả? Đội 2 giành chiến thắng. Ủa? Tụi mình chưa kéo mà. Ủa rồi nó đâu rồi? 50.000 like sẽ có tập 3. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho An nha.